Bới mãi bây giờ các bác ơi, dọn kho đây lại sót được hai lọc nguồn. Hôm trước các bác thì thi nhau suốt ngày hỏi được nguồn, cứ báo hết đấy. Cái clip này quay cách đây 4 tháng rồi các bác hỏi. Đây là hai mã lọc nguồn đây, cả cái hộp này các bác nhìn này, để đậy bẩn mồ rồi, không nhét xuống dưới gầm của cái sập. Đây chìa khóa đây, đi vào chỗ này đi, lui xe đây. Đây. Đây là con TDK, con này là con lọc nguồn, lọc tổng nguồn của điện 220. Cứ cho ra tí quay máy ra xong. TDK. Con này là lọc nguồn cho cả một phòng khách hoặc phòng lớn luôn các bác nhé, gia đình nhé. Cả phòng lớn phòng khách gia đình luôn. Con này thì đợt trước đã giới thiệu cho bác là 680.000 đấy. Đây còn sót hai con để cho bác 500.000 một con. Con này các bác nhìn này, điện của nó vào, điện vào 220, 250 được, ra cũng 250. Và đặc biệt là con này 20A. 20A thì nó có thể lắp cho cả một dân gì, một cái nhà hoặc cả một tầng 1 luôn. Đấy. Con này nó có đường vào đây. Con này 3 pha bác nhé. Có chú ý là bác dùng một pha. Đây nó mặt sau này. Có chú ý là bác lần dùng một pha đây này. Nó có vào và ra này. Đấy. Nó thứ tự đây. Con này hàng của Japan, Nhật Bản. Đấy. Nó có vào và ra. Thì đối với lại R1, S1, T1 này, có ký hiệu của nóng và lạnh và lửa đấy. Con này 3 pha, các bác về dùng một pha nóng, một pha lạnh thôi. Còn thừa lại một pha thì khi nào không may nó bị lỗi một pha lửa thì bác lại chuyển, bỏ pha lửa còn lại, dùng pha lửa còn lại. Vậy là mua con này như kiểu mua một được hai đấy. Đấy. Như vậy. Đây là dùng cho 3 pha, nhưng về mình dùng 2 pha thôi. 680.000 dùng cho cả nhà luôn, 680.000 nhé. 680.000, giờ em lấy cho bác 500.000, còn sót hai con này, hai con duy nhất giống hệt nhau. TK. Con này 20A lắp cả tầng 1 nhé, cả tầng 1. Và đây nữa, con lọc này là con lọc của Thụy Sĩ. Đối với con lọc này là có giá đây 200.000 một con, hôm trước tìm mãi không thấy đâu. Đây là con lọc Thụy Sĩ, con lọc này các bác về nhé, tất cả những chiếc âm ly hay loa cái gì đấy chẳng hạn. Đâu rồi? Âm ly, các bác phải hiểu là đây, đây là ví dụ cho em, ví dụ luôn này, em ví dụ đi ra, đây, âm ly hoặc loa, ly loa hoặc vang hoặc mic, nó có, con này không có cổng cắm đấy, con nào nó phải có cái cổng cắm to, đây là ví dụ cho các bác về, các bác ví dụ thay này, nó lại cổng cắm điện to đấy. Đang tìm nó khó quá để cho các bác hình dung nó dễ. Đây, ví dụ như con này đi. Đây có. Đây. Đây, ví dụ như con này chẳng hạn. Đường điện nó vào như thế này đúng không bác? Đấy, như con này là hàng xịn, hàng của Nhật thì nó có lọc. Rồi, con này ok rồi nhé. Nhưng những con đời mới bây giờ không lọc bác, chỉ nhấc cả củ ra. Bác thả củ kia vào là xong, là làm nhiệm vụ lọc. Ý. Con này là con đẩy này. Con này là con đẩy Inken 9324. 9324 đẩy Inken 9324, giá 3.900.000. Con đẩy này đánh cực kỳ hay luôn nhé, 9324 Inken nhé. 3.900.000 con đẩy này, các bác nhìn này. Công suất của em nó này. Các nhìn chưa? 9324 này. 680W. Ok chưa? Bác phang bát 30 cho em. Ok thoải mái nhé. 680W, đẩy Inken, hàng xịn đấy. Nặng trịch luôn. 3.900.000. Đấy, em đang giới thiệu cái lọc Thụy Sĩ như vậy. Cái lọc Thụy Sĩ như kiểu cái lọc Thụy Sĩ đấy. Đấy, cái lọc Thụy Sĩ. Cái lọc Thụy Sĩ nó như này đây. Đấy, bác về có chỉ thay thôi. Con này có lọc và nguồn hết lọc luôn nhé. Mức giá 200 để cho bác 150.000 một chiếc. Về cho bác thay, cứ thế rút ra cắm thay nguồn mà thôi. Nó có cá. Ơi, mở phanh tay điện tử ra ở dãy dưới cùng ấy, nó có hình cái máu phanh ấy, ấn vào tay xuống. Ôi giời, đi xe phanh tay điện tử đấy bác nhé. Đây. 680 này để lại cho bác 500, ok chưa? Lọc nguồn này lọc cho cả gia đình luôn, 220. Chào các bác.